안녕하세요. 저는 문다우입니다. 저는 베트남 사람입니다. 오늘은 베트남 음식 요리한 거예요. Hôm nay bỗng dưng thì món ăn quê nhà khôn xiết và món mình làm là món rau muống xào tỏi, cá nục chiên chấm nước mắm tỏi ớt. Món ăn đơn điệu nhưng mà mang màu sắc của tuổi thơ. Còn nhớ lúc nhỏ thì mang cá nục thì phải đợi lâu hơi là lâu thì má mới mua, vì cá biển khá là đắt mà còn là cá hấp chứ không được là cá tươi nữa. Còn mực và tôm ư, đó là những món ăn vô cùng xa xỉ. Mực muối khô thì còn biết đến, chứ mực tươi rói thì hiếm khi mới được ăn. Chắc có lẽ vì vậy mà mình rất là thích ăn cá. Dân núi thì chỉ biết đến các loại cá sông, cá suối, nhưng mà cũng ngon lắm à nha. Bây giờ mà để mua những loại cá đó thì phải đi lên vùng cao thì mới mua được. Rồi những lần biếng ăn, mỗi lúc tới bữa thì lo chạy trốn mất dép. Má kiếm ra đánh đòn cho một trận, rồi vừa cầm chén cơm ăn mà chan nước mắt. Khi ấy, mỗi lần ăn cơm gia đình, ba má thì nói về những chuyện đi đâu, làm gì. Còn mình thì ngồi xem phim, ăn vội rồi chạy đi chơi, chứ có biết gì đâu mà ngồi nghe. Còn giờ thì để mà ăn được bữa cơm gia đình, đó là một điều vô cùng quý giá. Vì thời gian, công việc, cơm áo gạo tiền vô tình cuốn trôi mình theo thời gian của tháng năm. Rồi bây giờ các thức ăn biến hóa đa dạng hơn rất nhiều. Không những món Việt, món Hàn, món Âu, món Trung mà còn rất là nhiều đồ ăn thức uống ngày càng phát triển. Nghĩ lại mình cũng thấy vui lắm. Ngày đó má lo đi bán ở chợ đến trưa, đôi lúc ế quá thì cũng không thấy má đâu. Cơm trưa thì ba chạy vội về nấu, rồi cho mình ăn xong đi học ba mới đi làm. Sau dần mình tự xử vì chờ ba về đói quá mà còn trễ học nữa. Mọi món ăn của mình đều là do ba truyền đạt, bởi vì ba mình là đầu bếp chính của gia đình. Mẹ mình đi bán về ế thì về trễ, không kịp nấu và cũng rất là mệt, không đủ sức để mà nấu nữa. Rồi còn những bữa cơm quê ngoại, món mà mình nhớ nhất là những dưa leo xào hành nè, rồi còn vài con cá giết không mặn ơi là mặn nữa. Món ăn chỉ vậy thôi, nhưng mình cùng các em phải tranh nhau ăn. Ăn chậm là xác định không còn hạt gạo nào luôn. Thế mà giờ ai ai cũng có gia đình, cuộc sống riêng, bỏ lại khung cảnh quê hương ngày nào. Mình nghĩ là ai ai cũng sẽ có những ký ức về những món ăn quê nhà. Đôi khi quá mệt mỏi, chỉ mong được ăn một bữa cơm cùng nhau, thế cũng đủ làm cho mình hạnh phúc, nở một nụ cười mỉm miệng trên môi rồi. Nấu đã xong, bây giờ thì chiến thôi nào. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hãy nhớ